Đoàn Lưu Tân Sài Gòn Tân Thời đã hoạt động được hơn một năm rồi. Từ trước á là Lộ là diễn viên, nhưng mà để mà vào vai nó ok thì Lộ có đi thực tế. Tại vì biết Lô Tô nhiều rồi, mình nghĩ là nó đã thối trào luôn rồi và nó không còn tồn tại nữa. Nhưng mà khi đi thực tế thì vẫn còn những cái đoàn như hồi xưa. Thì mình thấy là nếu mà mình có hoặc có cái gì để đầu tư cho nghệ thuật á, chắc có lẽ là mình sẽ làm Lô Tô. Tháng 10 năm 2017 thì đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời bắt đầu ra đời. Hay gì đã chưa có số, mấy gì đã chưa có gái ở Gia Lai. Con 11, con 11 số đầu tiên gánh. Lúc đầu làm đoàn rất là cực và vất vả, không có khán giả, không có khán giả cũng diễn ở đây, nhưng mà một đêm chỉ có 30-40 người thôi. Thì sau thời gian sau một số game show trên sóng TV thì khán giả đã tới nhiều hơn, nhờ đó mà Lô Tô nó có sức sống hơn và điển hình là Sài Gòn Tân Thời đã tồn tại được tới bây giờ, và từ 4 thành viên chủ chốt thì bây giờ đã là 25 người rồi. Từ cái ngày mà có cái Lô Tô Sài Gòn Tân Thời hát cho trưởng đoàn Lộ Lộ tới giờ, nói chung là cuộc sống chị nó cũng đỡ được một tí. Hồi đó mà chị đi hát nói chung ra là bấp bênh lắm. Hồi xưa là đi hát là hát có nhiều chỗ, như là ngày đây mai đó, chỗ này hát 5 đêm 10 đêm rồi dọn. Còn nhiều cái chỗ thì xe đò rồi người ta vô không được á, xe cũng như chở đồ vô không được á, phải đi bằng ghe. Như là từ xưa là mình đi hát là mình nghiêm túc. Còn bây giờ thì cái sân khấu của chị đang hát là Lô Tô Sài Gòn Tân Thời, mình á vừa hát vừa tấu hài, vừa hài vừa kịch vừa giỡn vui, để cho tất cả mọi người đến đây xem nó, như là xem bao gồm vô giống như là một cái nghệ thuật, một cái sân khấu tổng hợp vậy đó. Thằng nào chịu khó bắt nước mà nhổ lông, thằng nào ở không đi mua. Thật ra thì không đơn giản là chỉ phải đầu tư về nội dung là bề ngoài, mà kể cả hình thức biểu diễn và cái nội dung cũng phải thay đổi luôn. Tối nay là carnival thì chỉ mặc đồ carnival thôi, diễn những cái khúc sôi động. Còn đêm tuổi học trò thì mặc áo dài trắng giống như hát những bài học sinh. Tất cả các bạn diễn viên mà để phục vụ được tới bây giờ thì bản thân mỗi bạn cũng phải tự trau dồi thêm những con số, những con hát con vè cho nó hay, chứ không chỉ là bao nhiêu đó thì không đủ. 23, 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
rất là sợ. Vô trong đây thì mấy anh chị trong này cũng hỗ trợ chỉ cho em là cũng như là điều tiết lại cái rung lại, và cái rung là mình có thể là hoàn thành được cái khi mà mỗi lần phim diễn. Mà các em bây giờ cái lớp mà các em bây giờ mới bây giờ á giỏi, thông minh lanh lợi lắm, cũng rất là duyên dáng dễ thương. Sài Gòn Tân Thời có được một lượng khán giả nhất định, tất cả các lứa tuổi luôn nữa, người lớn tuổi cũng có, và thanh niên cũng có, sinh viên cũng có, học sinh cũng có, trí thức cũng có, rất là đa dạng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có rất là nhiều hình thức trong một đêm diễn, từ ca cổ, bolero, kịch, tấu hài cho tới những tiết mục dành cho các em thiếu nhi. Cũng thỉnh thoảng thì tới đây những ngày cuối tuần mà kiểu như cần xả stress thì tới đây vui, nhưng mà cảm xúc thì mỗi lần tới đây đều rất là vui. Hồi xưa kêu là nó thường nó không có ca nhạc nhiều, là nó hiện đại, bây giờ nó hiện đại hơn, quần áo đẹp hay hơn hồi xưa nhiều, và mọi lứa tuổi đều có thể tham gia coi vui vẻ được. Rất là mong là các cấp ban ngành hoặc là sở văn hóa có thể nhìn thấy được những cố gắng của Loto và công nhận nó giống như một bộ rung văn hóa dân gian, để những người hát Loto như Lộ, như những chị em khác có thể thay đổi mình, từ một cái người kêu Loto có thể thành trở thành một ca sĩ được công nhận, hoặc là họ cũng có thể ổn định được cuộc sống của mình hơn nếu mà họ có một cái giá trị nhất định trên sân khấu.